Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh nước miếng MOBA nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series mà đạt tới cái giới hạn nha anh em. Đó, trước đó thì mình đã làm cái series đạt cái giới hạn vàng trong Liên Quân rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái series giết 999 con tà thần. Thì xem nó sẽ như thế nào nha anh em. Đó, rồi con tà thần này nó đá cái văn ra ngoài đây luôn rồi. Đấy, thì khi mà con tà thần hiện ra thì mình sẽ ấn cho nó. Nó hiện ra xong rồi mình ấn, mình giết nó xong rồi mình cho nó hiện ra lại anh em. Đó, spam liên tục thử coi giới hạn của con tà thần khi mà mình giết thì nó sẽ lên được bao nhiêu con nha anh em. Đó, mình nghĩ là cái con tà thần này á, mình giết 999 con á, thì nó sẽ cho lên, không biết nó có lên tới 1000 con hay không. Đấy, đó, ra đây con cứ ra đi được biết mùi đấy. Đó, đánh rất là đau luôn nha anh em. Con tà thần là chích mấy cái là chết rồi khi mà full đồ đó. Nếu mình tham trời ơi, rít 3000 luôn kìa anh em ơi. Đấy, khi mà mình cái chỉ số tà thần này là khi mà mình bấm vào cái mà skill anh em, đó thì nó sẽ hiện ra con tà thần ha. Hiện đây chỉ số của tà thần, thử coi cái giới hạn của khi mà mình giết tà thần là bao nhiêu con nha anh em. Đó, cái chỉ số đó là nằm ở trong cái mục kill á anh em, cái mục kill á, đây cái mục này nè. Chà, mình bấm đây, cái mục đây nè, đó, đã 23 con rồi nè anh em. Đấy, 23 con rồi. Thì mà khi mà mình giết tà thần thêm á thì nó sẽ nhảy 999 con hoặc là tới 1000 con, không biết cái giới hạn của nó là bao nhiêu ha. Đó, nếu anh em ủng hộ thì mình sẽ làm qua tới con rồng. Đấy, đấy, đó, nó cứ ra là dứt thôi. Đó, kênh mình cũng mới thôi, thì mình cũng ráng chịu khó làm những cái video mang tính giải trí như thế này cho anh em xem. Đó, thì anh em nếu mà thấy hay thì hãy nhấn like, share và nhấn subscribe kênh ủng hộ mình nha. Trời, ấn xong đó, nó chạy ra ngoài, nó đánh con chim luôn mới ghê chứ. Đấy, quá dữ. Đó, cứ ấn hiện ra tà thần liên tục vậy đó. Rồi mình lấy anti cuối mình giết con tà thần này. Đó, nó ra con khác nữa thì tới 999 con nha anh em. Thử coi nó lên tới con số 1000 con hay không. Đó, nếu anh em ủng hộ thì mình sẽ làm cho nó lên cái giới hạn gọi là tầm cỡ 10.000 con em. Thử coi cái giới hạn của tà thần, nếu mà nó hơn 1.000 con á thì mình sẽ làm cho cái giới hạn của nó hơn 1.000, tức là làm cỡ 10.000 nha anh em. 10.000 mạng, 10.000 con tà thần. Đó, khi mà mình giết 10.000 con tà thần thì nó sẽ như thế nào. Đẩy 2.000, mình rít 2.000, 3.000 anh em. Nó lên full đồ rất là mạnh luôn. Trời ơi, nó đánh văng ra, mình đứng đây tí hồi nữa nó đánh văng ra tuốt ở ngoài cái con dơi luôn anh em ơi. Đó, đứng ở trong này chập hồi nữa là thế nào nó cũng ra thêm con dơi nữa à. Nó có đánh ra chăng ra con dơi nữa à. 30.000 máu mà chích mấy cái hy sinh luôn, ghê thiệt. Đấy, tà thần nè. Đây, coi bao nhiêu rồi anh em ơi. 33 con rồi, ôi ôi, lâu quá. Đây, cái chỉ số tà thần nó nằm ở dưới đây nè anh em. Nằm ở dưới số vàng đội nè. Đó, ở bên này là con rồng ha. Ở bên này là con tà thần nè, đấy, được 33 con rồi nè, một tím tím nè anh em. Đó, mình sẽ cố gắng giết cho tới 999 con nha anh em. Thử coi nó đạt tới cái giới hạn chưa. Rồi anh em nếu thấy hay thì đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh của mình nha. Để ủng hộ mình nha, tại mình cũng kênh mới quá. Nên là rất cần những anh em nào mà xem được video của mình và ủng hộ mình ha. Để tạo động lực ra cho mình làm, để làm ra những video mang tính giải trí cho anh em sau những ngày học tập và lao động mệt mỏi. Rồi, cảm ơn em nha. Ok anh em, thì tới chúng ta cũng đã đạt tới cái ngưỡng gần tới 999 con tà thần rồi. Thì bây giờ mình đã ăn được 975 con tà thần nè anh em. Đó, trời ơi, treo tới bấm tới 168 tiếng, là hơn 2 tiếng hồ nha anh em. Đó, cứ đứng là ấn như thế này nè. Đấy, con tà thần nó vừa chết nó trồi lên lại. Đó, trồi lên là mình vả anti cuối, vả cái chiêu cuối ở trong đầu nó rít tới 2.000 mấy, nó chết cũng khá là nhanh chứ không có gọi là chậm đâu. Nhưng mà cái thời gian
cái thời gian mà mình ăn tà thần á, xong rồi ấn cho nó hồi sinh lại á, cũng khá là lâu ha anh em. Anh em để ý tới nhìn lên cái bảng đồng hồ thì nó cũng đã lên tới 168, gần 170 phút rồi anh em. Đó, thì là ăn được 980 con rồi. Còn 20 con nữa là đạt tới ngưỡng 999. Và mình ăn thêm một con nữa thử xem nó có lên được tới 1000 con tàu thần, hay là nó cho một cái số nào đó là đạt cái giới hạn, phá vỡ giới hạn nha anh em. Phá vỡ giới hạn mà ăn con tàu thần nha. Đấy, trời ơi, ăn cực khổ lắm anh em ơi, hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Đó, đó, cứ ứng vậy ăn rất là nhanh anh em. Ăn một con thì rất là nhanh đó, mà ăn tới cả ngàn con thì không có nhanh lắm đâu. Đấy, gõ nó, gõ nó. Bao nhiêu rồi ta, ăn xong con này rồi mình mở lên cho anh em xem ngóng từng con nha anh em. Đâu rồi, à, con 14 em nữa, 13 em nữa là đạt tới con tà thần thứ 999 nha anh em. Đó, nếu anh em thấy hay thì đừng quên like, share, nhấn theo dõi kênh để ủng hộ mình nha. Đó, cái thời gian mà mình làm video này rất là tốn công anh em, nên anh em đừng có tiếc một like cho mình nha. Đấy, cứ trồi lên gia đình của nó là hả, cứ trồi lên con nào đập con đó anh em, nó gia đình nó rất là đông luôn, tới cả ngàn con lận. Đây, đó, còn cả 11 con nữa. Đó, lên tiếp đi em ơi, lên tiếp đi. Cha ơi, ui cha ơi. Đấy, mở lên, như còn 10 con nữa, 9 con nữa anh em ơi, 9 con nữa là tới cái ngưỡng 999 rồi. Đó, mình thử coi nó sẽ cho mình ăn tới 1000 con hay là không nha. Đấy, bỏ vả. Đó, đó, đàm rất là đã luôn em. Anh em thấy cái đàm nó nhảy rất là sướng luôn á. Đấy, gần tới 999 con rồi anh em ơi. Đó, lên mắt đàm anh em, lên mắt đàm mà chỉnh không hồi chiêu á. Đây, còn 5 con nữa anh em ơi, 5 con nữa là tới cái ngưỡng mà gọi là 999 em tà thần. Nó ăn 999 em tà thần. Ui cha, đứng đây ăn luôn cái con dơi quỷ rồi. Đây, gần rồi anh em ơi, gần rồi. Đồ rảnh hất tung đất và đào anh em. Đó, 6, 3 con nữa anh em ơi, 3 con nữa nha. 3 con nữa. Đếm ngược nè anh em ơi. 1 con nè. Đấy. Chà. 2 con nè. À, 998 anh em thấy cái số ăn con tà thần ở dưới góc trái dưới nè anh em, đó màu tím tím nè là 998 nè, là con tà thần nha anh em. Đấy, bây giờ mình ăn con này là 999 nè. Ok, bây giờ số nó đạt tới 999 con tà thần rồi. Bây giờ mình sẽ bật thêm một em tà thần nữa và đánh nó thử coi cái số này nhảy lên tới 1000 hay là nó nhảy tới một cái số khác, nó đạt tới giới hạn này nha anh em, phá vỡ giới hạn nha. Ok, đánh từ từ thôi đó, đánh từ từ thôi. Ui dạ, đánh từ từ thôi. Đây, wow, 1000 rồi anh em ơi, 1000 rồi. Đó, như anh em thấy thì 1000 em tà thần thì cái số 1 nó đã lấn qua bên cái này gọi là cái huy hiệu ha. Cái này gọi là cái biểu tượng của con tà thần, nó đã liếm miếng ngay cái đầu đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn thêm thử coi nó có cho mình ăn thêm nữa hay không. Đó, 1001 con tà thần. Rồi, vẫn là 1001 con luôn. Đấy, bây giờ tới cái thí nghiệm này thì chúng ta cũng đã biết. À, tà thần á, khi mà chúng ta ăn hơn 1000 con thì nó sẽ cho chúng ta ăn nữa. Đấy, muốn ăn bao nhiêu ăn, à trận đấu kéo dài bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu à. Đó, mình có thể ăn tới mình để ý, mình nhớ là có một ông nào cũng YouTuber cũng là nghiên cứu mình liên quân này, một chiếc cơ tới 10.000 mạng. Đó, 10.000 mạng, nếu mà cái số kill đó nó lên tới được con số 10.000 thì cái số giết con tà thần này mình nghĩ nó cũng có thể lên tới 10.000 anh em. Đấy, đúng chưa, 1.005 rồi anh em ơi.
Bây giờ mình bật lên là mình có thể ăn nữa, ăn tà thần nữa. Trời ơi trời, thả rồng luôn đó. Ôi vẫn cho ăn được nữa anh em ơi. Cái số đó thì nó sẽ nhỏ hơn nha anh em, nhỏ lại đấy. Bấm què tay luôn em ơi, bấm nãy giờ cả tiếng mấy rồi. Đó thì anh em có thể thấy cái số này nó đã liếm nhẹ ở trên cái biểu tượng của con tà thần. Đó, ăn lên tới 1 lẻ 10 luôn đi cho nó tròn chỉnh ha. Đó thì sau cái thí nghiệm này thì anh em thấy hay thì hãy comment bên dưới. Và những anh em nào có những cái ý tưởng nào hay thì hãy comment bên dưới để mình coi những cái comment nào á, và những cái ý tưởng nào hay thì mình sẽ thực hiện ha. Rồi là ăn tới 1011 đây. Đó thì anh em thấy hay đừng quên like, xem, nhấn theo dõi kênh của mình nha, để tạo động lực ra cho mình để mình rảnh rỗi mình làm những video này đó, giải trí cho anh em sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi nha. Đó bây giờ ăn, muốn ăn nhiều ăn anh em ơi, không thể phá vỡ cái giới hạn của nó rồi. Đó, giới hạn của nó là hơn 1000 con rồi, 1013 rồi. Đó, giới hạn của nó là thấy hơi mệt rồi đó nha. Ăn tà thần kiểu này tới 175 phút anh em ơi, hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng rưỡi. À đúng không ta? 120 50 phút. Gần 3 tiếng anh em ơi. Gần 3 tiếng để ăn hơn 1000 con tà thần. Đấy. Đó là con này là con tướng mà ăn nhanh nhất rồi anh em. Đó. Thì nếu anh em thấy hay thì đừng quên like, share, nhấn thôi theo dõi kênh của mình nha. Nhấn luôn cái chuông kế bên, nút đăng ký để khi nào mình có video mới nhất thì sẽ thông báo cho anh em nha. Rồi cảm ơn em rất nhiều.